Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì không biết mọi người ở đây thì có ai đã đi xuất hành hay chưa? Còn hôm nay thì em đã đi xuất hành này cả nhà. Đi lấy ngày. Thì cũng không biết là bây giờ ông nó có mật hay chưa nữa. Cũng không biết luôn cả nhà ơi. Thì cũng mong là đầu năm thì em xin chúc mọi người là được thuận tiện trong công việc của mình và luôn gặp nhiều may mắn nha mọi người. Còn bây giờ thì em sẽ đi kiếm ong, và cho khi nào mà gặp được ổ ong thì em sẽ quay lại cho cả nhà xem. Chứ đi nãy giờ thì cũng chưa thấy được ổ nào. Rồi, chừng nào gặp em quay cho cả nhà xem tiếp nha. Em cũng không biết là cái chỗ này nó không có ong hay là sao á cả nhà. Những cái thế nó cặp bì hồ đẹp vậy nè, mà không thấy một con nào nó đi ra chớ. Mà bây giờ thì nắng lên rồi nè, nắng 8 giờ rồi chứ đâu phải ít ỏi gì nữa đâu, mà sao không thấy con ong nào á. Mới nghỉ có mấy ngày mà giờ mất hết võ công luôn rồi cả nhà ơi. Kỳ vậy ta. Thấy không, đúng rồi á. Đi ong thì mọi sự khởi đầu thì hy vọng là được suôn sẻ. Mà đi không biết là mọi người đã xuất hành hay chưa thì em không biết. Cho em thì thường thường là mùng 8 hoặc là mùng 6 đi. Nay thì năm nay em đi sớm. Tại vì Tết thì ngày nào cũng Tết, mà xuất hành thì em cũng không có rành về cái vấn đề là xuất hành này kia nọ nữa cả nhà. Mà sao á, là em cố gắng em đi thật là sớm để mà mình cố gắng mình nghiên cứu nè, là bắt được ông bay á. Mà bay đâu không thấy, thấy ruồi không á cả nhà ơi. Ông đâu không thấy, thấy ruồi không à. Những cái điểm nó như vậy là lần trước em vô là gặp liền à. Mà sao đợt này hình như mình đi xuất hành mà ông nào đây cũng xuất trước mình luôn rồi hay gì, chứ mà đi mòn láng luôn mà. Kỳ cục cái tha. Như quay thì quá dài dòng á. Hồi nữa em đi em lũi vô mấy cái lùm này nè. Có thì em quay cho cả nhà xem, chứ đi quay vậy thì nó rất là mất thời gian của mọi người. Thì cũng có nhiều anh em cũng khoái. Quái quay vậy nè, quay đi lâu lâu vậy nè. Còn riêng em thì mình cứ vô mình gặp ổ ong đi cả nhà, rồi mình quay cho nó, em thấy nó eco hơn. Chứ đi kiếm như vậy thì vừa quay cầm cái điện thoại này cứ quay ngơ vậy, nó rất là vướng vá đó cả nhà. Thành ra là không chú tâm để mà đi kiếm được. Rồi, nói hơi bị nhiều rồi. Đầu năm mà mình nói ít thôi, để người ta mến, người ta thương nữa. Nói nhiều quá ta đấm cho đen mắt. Rồi, kiếm tiếp thôi cả nhà, đi kiếm thôi. Đây em thấy có một ổ nhỏ này mọi người. Ở đây có một ổ bự nè, mà nó bỏ đi rồi nè. Mật cũng ok lắm cả nhà. Ủa tơ. Rồi, bây giờ em ra em dắt giỏ em bể ổ kia. Gặp ổ khác em quay cho cả nhà xem nha. Em ra thăm lại cái tổ ong này đợt ở trong năm em trừa lại này mọi người. Nay ra thì nó còn đây nè, nhưng mà nó không có làm mệt cả nhà ơi.
hồi bữa trưa lại mà bây giờ nó cũng không có to hơn nhiều quá. Mật thì có nè mọi người. Cái tổ này nó đóng cái thế ngã ba làng này nè. Mật cũng không có được nhiều. Nhưng mà mật thì đẹp nha mọi người. Hồi bữa là em chừa lại nó cũng như đây. Mà lúc đó thì nó không có tô dâu này. Mà bây giờ thì nó tô dâu ở trên này. Còn ở dưới thì nó vẫn chưa tô. Rồi bây giờ thì đi kiếm tổ khác thôi cả nhà. Bây giờ đi kiếm tổ mới. Cái tổ đợt trong năm thì em cũng không có thấy được ổ nào. Được cái ổ này à, bỏ lại tàn cho nó đó, nó ở đó rồi bữa nào còn bắt tiếp cả nhà. Bây giờ thì đi tiếp thôi. Em đi nãy giờ thì bây giờ em cũng đã thấy được một ổ nữa rồi cả nhà. Cái tổ ong này là nó nằm ngay cái thế hôm bữa em bắt luôn. Nè, lúc trước là cái ổ này là em bắt ở đây nè. Bây giờ thì nó đóng lại ở gần đây. Cũng là nhánh này luôn. Không biết mọi người làm sao chứ em năm nay 30 mấy tuổi rồi. Mà tết nó rầu lắm cả nhà. Mật đẹp nè. Tết thì mọi người ai cũng có bạn bè đúng không? Mà em không có một người bạn thân nào luôn. Bạn bè của em bây giờ nó lúc mà còn thanh niên đi chơi đồ thì có, chứ bây giờ thì không, không có ai hết. Mình nói là mình nghĩ là nhiều khi bạn bè mình thì mình nói là nó chắc là mình không có trùng chí hướng với nó rồi nó mới không chơi với mình. Nhưng mà nó nói vậy nè, chú mày không có đẳng cấp, là ý là thằng thì nó mê ba cái môn mà sóc dĩa rồi cả nhà. Sóc dĩa rồi đánh cờ đánh bạc rồi đó. Rồi thằng thì nó mê nhậu, còn mình nó thì không có thích mấy cái môn kia, cho nên là nó cũng kiểu như không chơi được. Nó kêu mình không đẳng cấp. Nó nói nè, đi nhậu mà vậy mà sợ vợ, mà em đâu có sợ đâu, nhưng mà nó nhậu không lại tụi nó kêu không có đẳng cấp. Rồi rút cuộc là cũng không ai chơi. Tết nói chung là Tết không có bạn nào tới nhà em hết trơn cả nhà. Không có một thằng nào á. Mà mình thấy vậy mình cũng ngại thôi, mình cũng không qua luôn. Ok, dắt vô thôi cả nhà. Thay vì ở nhà hơn thua vô rừng tìm cách kiếm tiền chắc ăn. Bộ này cũng khá đây cả nhà.
Đây. Cứ đi vô rừng là chắc cú nhất à. Chứ ở nhà mấy nay em nó vừa chán mà nó vừa khó chịu lắm cả nhà, nó ngứa nghề á. Với lại rượu bia vô nhiều rồi nó hành cái bao tử chịu không nổi luôn. Cứ xỉn xong rồi tỉnh xong được xíu nữa là xỉn tiếp. Nói chung là nó cũng không khác gì về miền Tây đâu. Đầu năm đầu tháng gặp được mấy ổ ong như vậy cũng cũng ok rồi cả nhà ơi. Mặt cũng ok lắm chứ. Rút ra luôn rồi. Rồi bây giờ được thêm một tổ nữa này cả nhà, dắt vô rồi đi kiếm lúa tiếp thôi. Ở đây em phát hiện có một ổ này mọi người, đóng cái kiểu gì đây. Ồ, tổ ong này nó bị già quá rồi cả nhà, nó cũng không còn nhiêu mật đâu. Nè. Mật thì cũng có nhưng mà nó ở đây già quá, nó lâu quá rồi. À, cũng có mật nhưng mà nó cũng không có được nhiều cho lắm. Rồi cũng âu sầu cơ nha mọi người. Đó cứ thông thả vậy thôi. Rồi được thêm một tổ nữa. Cũng nặng cả nhà. Dắt vô thôi cả nhà. Bây giờ cũng đã 1 giờ rồi cả nhà ơi. Thì hôm nay em đi lấy ngày thì em đi về sớm thôi, em không có đi về trễ đâu. Thì sáng giờ em đi là gặp cũng nhiều ong lắm cả nhà, nhưng mà tổ nhỏ quá cho nên là em dồn vô mấy cái bọc này nè, đó. Bọc này với bọc bên này nè. Lúc đầu nó không có mật chứ giờ em dồn là nó mật full kèo. Này thì cỡ 2 xị cả nhà. Đó thì video hôm nay thì cũng hơi ngắn. Em cũng mong cả nhà là thông cảm cho em nha. Còn hôm bữa nào em đi căn cứ á, thì em sẽ bắt ong này quay cho cả nhà xem. Và nhân tiện dịp đầu năm này thì em cũng xin cảm ơn, em cũng xin cảm ơn những cô chú anh chị nào mà tin tưởng sử dụng mật ong bên em đó cả nhà. Thì em cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.
Rồi với lại những anh em đồng nghiệp hoặc là bạn bè, cô chú, anh chị nào mà thích coi video của em á, thì đã ủng hộ thời gian, ủng hộ cho em, đã like và bình luận cho em cũng cảm ơn rất là nhiều. Em xin chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe và thành công trong năm mới này nha. Còn bây giờ thì em sẽ đi về và chỉnh sửa clip, mà tối nay sẽ có clip cho mọi người xem cho vui. Cũng hy vọng là mọi người sẽ cho em xin một like và một bình luận để lại để góp ý hoặc là cái gì đó, thì em cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye.